chào mọi người nha. Hôm nay mình đi sáng khớm mọi người ơi. Vườn khóm mình hôm nay nó cũng có trái chín lai gai mọi người ơi. Thì hôm nay mình đi sáng khóm mà mình sẵn mình quay clip để cho mọi người cùng xem luôn mọi người ơi. Các bạn thấy không, vô clip khóm là phải gì là bằng hai ba áo như này các bạn. Quần dài luôn, quần dài rồi mang giỏng luôn các bạn ơi. Vậy mới càng vô clip khóm nổi các bạn ơi. Mời các bạn cùng đi sáng khóm với mình nha. Bây giờ mình phải càng vô lúc khóm các bạn ơi. Khóm thì ra dữ lắm. Mình giờ cầm cái điện thoại mà đi sáng khóm mình ra mình có một tay các bạn ơi. Đây, khó lắm. Đây trái khóm chín nè các bạn ơi. Nói chung là mình trồng khóm có nhiều, thành ra mình không có sắm dụng cụ để mà sắn khóm các bạn. Mình chỉ sử dụng con dao đơn giản các bạn ơi. Mình cũng sắn được rồi. Sắn này các bạn. Bây giờ có một tay hơi khó các bạn ơi. Rồi mình nó sắn lên được các bạn ơi. Nó khóm quá to luôn các bạn ơi. Khóm còn quá nhiều luôn các bạn. Đây mình để ra ngoài. Cái này luôn. Đây một trái này các bạn ơi. Nói chung cái vụ hạn này trời này nắng nhiều, thành ra cái trái khóm ở ngoài mình thấy nó không có chín nhiều, nhưng mà thật ra trong ruộng là nó chín vàng hết nha các bạn. Các bạn thấy không, nó chín thì gần không đều thiệt, nhưng mà trong ruột thì nó chín rất là nhiều rồi đó. Nếu mà trái khóm mà các bạn thấy mà nó chín đều hết là trái khóm ở trong là trong ruột nó úng luôn đó các bạn. Mà khóm này á, là mình khóm sạch luôn nha các bạn. Mình không có xịt thuốc men hết luôn các bạn ơi. Thôi đừng đừng. Mình có một tay, mình vừa sắn mình vừa quay ra cho mọi người cùng xem. Nó hơi lâu một tí nha các bạn. Rồi mình quay tổng thể cho các bạn xem nha. Này nó chín cũng hơi nhiều đó các bạn ơi. Đây nữa nè các bạn ơi. Thì vô mé trái cho anh.
Nói chung là mình cũng phải tranh thủ khóm vừa chín mình sắn các bạn ơi, chứ nếu để mà khóm mà nó chín quá đó thì mấy anh chuột cũng phá dữ lắm. Do mương clip của mình nó ra các bạn, mương clip của mình nó khô hết trơn à, khô nước hết trơn à nè, các bạn thấy không? Bây giờ việc mà sắn khóm mà để mình chuyển khóm ra nó hơi khó nè các bạn ơi. Thường thường có nước đó thì mình sắn khóm là mình dục xuống nước rồi mình bơi xuồng mình vớt sau. Còn bây giờ đó các bạn, bây giờ là nó khô nước rồi, mình sắn khóm mà dục xuống đây không được, dục xuống là nó sình không. Một mình phải đem cái tỉa trái nó hơi lâu các bạn ơi. Có nước đó thì mình dục xuống mương luôn, mình dục xuống mương luôn rồi cái mình bơi xuồng lên vớt sau à, nó rất là nhẹ nhàng, mình bơi vô tới nhà luôn. Bây giờ là mình phải để chỗ nào đó đặng chút mình đi gom lại, hoặc là mình phải cầm đem ra. Bây giờ làm nghề khóm cũng cực khổ lắm các bạn ơi, ý là mình trồng chỉ một ít để ăn thôi đó, mà cũng chăm sóc cũng nói chung là cũng hơi cực đó. Khóm nhỏ có, khóm chín có, khóm vừa có, đủ loại luôn các bạn ơi. Khóm nó cao tới ngực luôn các bạn. Thì lúc đầu mình trồng hơi dày đó các bạn, thì bây giờ đó, bây giờ nó lên nó vượt cao quá. Còn mình trồng thưa quá thì cỏ mọc nhiều quá mà không nổi các bạn ơi. Đó, giờ mình phải bỏ ra mé nè, mình tính rằng mé mình để ra mé một chút mình đi gom sau nha các bạn. Nói chung mà nói mình trồng ăn chứ ăn cũng không hết nè các bạn ơi, cũng phải chia vòng vòng sớm nè các bạn ơi, mình đi bán vòng vòng sớm, bán rẻ rẻ cho bà con ăn luôn các bạn ơi. Trái rất to luôn nha các bạn, trái to lắm. Nói chung là mình cũng ít giải phân lắm các bạn ơi. Bây giờ lúc này trời nắng hạn hán rồi đâu có giải phân được, nếu mình giải phân là hư khóm mình luôn. Giờ phân nó khóm nó cũng không ăn phân được luôn mà nó bốc hơi hết, bây giờ nó không tan được. Rồi bây giờ là nó chín là chín tự nhiên luôn, không phân thuốc gì hết. Các bạn thấy nó xanh vậy đó chứ thật ra là trong ruột nó chín vàng hết đó các bạn. Còn mình mà để cho nó tới chín luôn thì ở trong nó bị hôi dầu luôn, nó quá chín. Mình phải dục ra mé nè, dục đại trên xóm các bạn ơi, chứ giờ không còn cách nào hết trơn. Vì mình đứng giữa clip khóm rồi mình không đi ra ngoài được, đi tới lui khó khăn lắm. Người ta trồng gãy khóm chuyên nghiệp đó các bạn, người ta có cái cây dao sắn khóm dài lắm, cán dài lắm mà rất là bén, rất là sắc. Mình sắn một cái là đứt liền, ngọt, rất ngọt. Còn mình không có chuyên nghiệp, do mình sử dụng cây dao mình xài hàng ngày mình đi sắn cho nó hơi khó.
nè, các bạn thấy không? Mấy anh chuột cũng phá nè, các bạn thấy không? Đây nữa nè. Mình đã chín quá là mấy anh chuột cũng phá hết luôn á. Mình không kịp ăn luôn á các bạn ơi. Khóm đó ta gọi là khóm chuột đó các bạn. Mà những trái khóm nó chuột ăn thì như khóm nó rất ngọt. Khóm chuột thì chỉ có để mình ăn thôi, hoặc là mình cho người ta thôi chứ mình không có bán được. Các bạn nhìn thấy trời nắng mà cái bụi khóm của mình nó vàng luôn rồi các bạn. Nhưng mà cái trái nó cũng vẫn rất to. Mình cũng nghĩ là hồi đó mình cũng nghĩ là dùng đất là mình sẽ không trồng được, mình chỉ trồng đại để ăn thôi, nhưng mà không ngờ nó lại phát triển cũng rất là tốt. Mà trong khi đó đất khô cằn gì mà khóm vẫn cho trái bình thường. Mà mọi người thấy không, mương này là mướn gobe múc lên đó, thường là nếu mà có nước là mình đứng từ đó dưới lòng mương là ngập đầu luôn đó mọi người ơi. Bây giờ nó khô cạn đá gì luôn nè. Mình mướn gobe múc lên đó. Mà bây giờ là nước khô cạn đá luôn nè, mọi người thấy là trời hạn hán được cỡ nào rồi đó. Các bạn thấy gai khóm không? Cái gai khóm này mình đụng vô một cái là nó dính vô thịt mình luôn á, là nó dính gai vô luôn nha các bạn. Chứ không phải đơn giản đâu. Rất. Nó đầm đau lắm các bạn ơi, nó đầm là dính vô tay mình luôn á. Có tầm thắng khó quá. Thành quả đi sáng khóm nãy giờ nè các bạn ơi. Đây là các bạn thấy không các bạn? Nhìn trái khóm ngoài xanh vàng phải không? Các bạn nhìn nè, đó. Mình cắt ra làm hai nè các bạn. Ở trong là chín vàng luôn. Ở ngoài xanh vàng các bạn thấy không? Mà khi cắt ra là ở trong nó chín vậy nè các bạn. Còn nếu mình để ra cái trái khóm này mà nó chín đều hết luôn đó là ở trong này là nó hôi dầu luôn đó các bạn. Để trời nắng quá thì ở trong nó chín trước. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi mình nha. Các bạn xem thấy thích thì xin các bạn bấm đăng ký và like ủng hộ mình nha các bạn ơi. Thì mình sẽ tiếp tục ra một cái video tiếp theo nữa để cho mọi người cùng xem nha.